Đây là đực trắng các bác nhé, loại lan đờ rác, loại bây giờ là biểu từ 45 50 cân các bác nhé. Đấy, con nào cũng bóng lừ đẹp, cơ quả càng đẹp các bác nhé. Đấy, loại này dành cho các bác nào mua về để tập cho nó đi nhảy này, hoặc là bác nào tiền tài chính hạn chế thì mua loại này về chờ nó lớn lên. Thấy con nào cũng đấy đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, mới có 50 cân rồi các anh, mà cơ quả thứ thể hiện quá tuyệt vời luôn. Đấy, các bác mua bên em là được đến trại xem trực tiếp các bác nhé, ưng con nào thì chọn con đấy. Quá vip cho một cuộc tình luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, mới có 50 cân rồi đấy. Con nào cũng dài to đẹp. Này, biểu từ 45 50 cân quá nhá. Con này thì thưa lông mỏng da này, bóng lười này, cơ quả này, càng đét này. Quá đẹp quá. Chân tay thẳng đẹp của anh nhé. Biểu cân là từ 45 50 cân. Các bác được vào trại chọn. Cưng con nào thì mình bắt con đấy. Còn bác nào không đến trực tiếp được thì bên em gửi nhé. Ship từ đây vào đến miền Trung. Rất đẹp luôn các bạn. Dài bóng đẹp. Hôm nay thì mông vai nở cực kỳ đẹp luôn.